Thưa quý vị, sau 3 ngày thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022-2023 đã kết thúc. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau 4 buổi thi, có một thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn ngoại ngữ, không có giám thị vi phạm quy chế thi. Đề thi bám sát chương trình, có tính phân hóa, phù hợp thực tế. Công tác quay thi thực hiện đúng quy định thi đã ban hành, tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường nào xảy ra. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng tăng 1.720 em so với năm học trước. Vì vậy, ngành giáo dục thành phố trong năm học đã thực hiện công tác phân luồng hướng nghiệp hoặc giới thiệu các trường nghề phù hợp với khả năng sở thích của từng em. Số thí sinh của lớp 10 hàng năm nó cũng tăng dần. Trong khi đó thì các trường học công lập thì cũng có cái sức chứa cũng như là biên chế các phòng học, giáo viên nó ở mức độ là ổn định. Thì số học sinh mà không được vào công lập thì có hướng là các em sẽ học các cái trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo đó là chúng tôi định hướng các học sinh sẽ đi học tại các cái trường nghề. Thì các cái trường nghề này sẽ vừa thực hiện cái dạy nghề nhưng đồng thời sẽ kết hợp với sở dục đào tạo, cụ thể là các trung tâm thường xuyên để dạy cái chương trình văn hóa. Bên cạnh đó, đối với công tác phòng chống COVID-19 tại mỗi điểm thi, ngoài bố trí bình sát khuẩn, khẩu trang, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng bố trí 2 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh mắc COVID-19. Điểm xét tuyển sinh là kết quả của điểm bài thi và điểm quy đổi căn cứ và kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm học cấp trung học cơ sở.